này nó là không mệt. Mệt hả? Hôm qua không mưa mà bán đợi nó là bán hết trơn. Ghê ta. Nhưng mà nhà anh Thọ ảnh đọc phòng chú. Phòng chú hả? Sắp bữa thanh súng này rất là mượt nha. Ủa hình như mình đi dũi với là mấy ngày đầu là mình không có gọi đầu đúng không Thanh Súng? Dạ, không có gọi, nó là cột lên mà gọi đầu nó cũng hẳn ra lại à. Anh nói tại vì thuốc của anh xịn, nó không có công giống như mấy thuốc kia. Vậy là mai mốt là mình phải đi chuốt rồi đi hấp dầu lại nữa đó. Không, mà nó hấp vậy là được rồi. Vậy là xong luôn hả? Anh nó hấp dầu, anh làm xong hết trơn rồi à. Mình chỉ có là mấy ngày đó rồi mình gọi đầu thôi à. Vậy là cũng bóng lưỡng à. Với lại về bữa nó nghĩ ảnh cho một hộp dầu dừa. Về tự hấp luôn. Hả? Về tự hấp luôn. Dầu dừa nó sao hấp? Tức là chay lên tóc. À. Cứ đem tóc đen quyền ống hải. Nhiều lắm, bây giờ anh giờ đang xài dầu dừa đó. Trời ơi, hay vậy. Anh mới nói em mới biết đó, thanh súng này rất là xinh nha. Ủa cái ngày hôm qua mình bán bao nhiêu ký cạn? Mà bán 50 mà bỏ nó buồn 45 à. Là ngày là ngày qua thứ ba tuần tới thì ra nha sĩ sẽ kiểm tra rồi đặt trang cho thanh súng nha mọi người. Em ngồi bán là chắc là mua không hả? Không, em vô xa 55 kg. Tại vì em vô đầy bịch này luôn mà. Đầy bịch luôn là gần 30 kg đó. Rồi em đem em bịch tụng tụng nhỏ nữa. Em vô cả mà cũng vô đầy dung cái bịch cài. Ở nhà qua đem 50 kg mà em bị gớt cái bịch cà lên chi? Em kia. Kia hả? Ừ. Em kia em đem 100 kg. Rớt hết bịch còn 80. 80 hết rồi. Rồi bỏ này kia rồi còn có 6 mấy nữa hết á. Có 6 mấy ký à. Mình tính bỏ luôn mà. Có 65 kg à. Tại vì trái cà nó đẹp nhưng mà sâu nó ăn ở trong. Nãy giờ em bỏ cũng nhiều lắm á. Sâu không à. Rồi nãy giờ đi làm tóc về rồi có ăn uống gì vậy chưa? Chưa. Sao không ăn? Chưa thôi. Thì nói là đang giảm cân nha. Giảm đâu, tối về để bụng nó, tối về mình ăn 2-3 tô. Giảm chen. Tối về làm ăn à, em ít ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều lắm. Tối giờ thèm ra hẻm gì cái là ra ăn 2-3 tô rồi no rồi đi vô. Ăn ít đi vậy? Em ăn ít lắm. Ăn 2-3 tô vậy? Em ăn ít mà, tại vì em rất là vui tính nha mọi người. Còn gì thật không? Từ giờ làm tóc về là chưa ăn cơm luôn nè. Chiều nay về ăn 2-3 tô luôn. Nãy giờ mình gọt cà rồi, bán được cái nào chưa em? Em bán được 3 túi. Mà hôm nay là... Nói chung là bữa nay mong là cho em bán hết. Hôm nay tóc đẹp mà. Ờ, hôm nay tóc đẹp. Chiều chiều mát mát xả tóc ra ngồi bán cài đó. Ờ, giống như con khùng vậy. Xả tóc da giống như con khùng luôn á. Nó có xả, mình xả tóc mình phủ hai vai. Chứ bây giờ, chứ bây giờ trời nắng là xả con khùng nè. Nãy gì có kêu xả ra đi. Chứ mới giữa mà cột lại nó cong tóc á. Nó giờ nóng quá rồi, bây giờ hỏi xả cột lên luôn. Mà cột nhẹ, không có dám cột mạnh sợ nó cong tóc. Chào mừng mọi người đã ăn sumido nha. Tại cổng Tây Sơn nó có mặt ở chỗ em Thanh Súng bán cà tím nha mọi người. Đó, thì hôm nay Thanh Súng bán với dì của Thanh Súng nha. Em Duyên quẳng quản lý nha mọi người, chưa có ra nha. Thì chiều nay Thanh Súng bán cũng gần hết cà rồi. Đó, Thanh Súng này mới đi làm tóc về nè, rất là xinh nha, tóc rất là mượt nha. Có dì của dì sáu của Thanh Súng lên phụ Thanh Súng bắn cà nữa nha mọi người. Đó, có cách ghế mua cà nữa nha mọi người. Đó, một cô gái rất là xinh nè. Đó, giờ Thanh Súng xả tóc luôn nè. Đó. Sáng giờ là Thanh Súng đi làm tóc nha mọi người. Dưới tóc rất là mượt nha. 6 chục rồi chị. Đó,
khách ghé mua ba bịch cà luôn, ba bịch cà 60 ngàn. Đây là dì Út, dì Sáu của Thanh Sống nha mọi người. Dì hôm nay ra ngoài nướng cà. Buổi sáng thì dì của dì Sáu của Thanh Sống là bán ở chợ Tân Lập nha. Thanh Súng còn có một dì Út nữa cũng bán cà nha mọi người, bán ở gần khu vực chợ La Lu á. Đây là khung cảnh đường Nguyễn Duy Trinh, hiện tại là 4 giờ chiều rồi nha mọi người. Đó, phía xa xa phía bên kia là mình thấy có một cái hiệu bánh Kinh Đô, sắp tới ngày rằm và sắp tới ngày Tết thiếu nhi á mọi người, nên bánh Kinh Đô được bày bán khắp nơi nha, đặc biệt là ở Sài Gòn nha mọi người. Đó, đặc biệt rất là nổi đó là màu vàng của quầy bánh Kinh Đô. À, đây là quán nước của cô chủ nhỏ này, quen thuộc, rất là quen thuộc nè. Đó, hiện tại là một mâm cà đã đỡ đầy cà nướng rồi nha mọi người. Chiều hôm nay Thanh Súng có chia sẻ là đem ra 40 ký cà. Ủa, dì bán địa chỉ ở đâu ta? Tân Lập. Tân Lập luôn hả? Buổi sáng hay gì? Buổi sáng. Là gần chợ Tân Lập luôn hả? Đúng rồi. Và một mình dì bán này là gì? Có mình dì. À. Em sống với tôi, dì bán buổi sáng. Em bán buổi chiều. Là đầu đường 21 đúng không? Ngay chỗ cái. Đây đi xuống chợ Tân Lập mà. Ở trên đây có cái đường 21 á, ngồi ngay cái đầu đường ngã ba, cũng ra ngã ba giao với đường Nguyễn Duy Trinh đúng không? Bữa con có quay Thanh Súng ở chỗ đó. Quay chỗ Thanh Súng máy. Dạ dạ. Ủa, ở trong nhà là gì, là gì thứ mấy ta? Dì thứ 6. Thứ 6 hả? Còn có gì Út nữa. Dì Út. Dạ, gì Út bán cà ở trên Sài Gòn này cũng lâu rồi á. Cũng cũng mang, nó cũng dạ. Có bán đó. Dạ. Nó bán bữa giờ nó bán hoài luôn mà, nó đâu có ngủ. Dạ. Bán khoảng 15 ngày nữa gì về rồi. Mình về lại đất nông luôn hả gì? Đúng rồi. Sao gì không chuyển lên đây ở bán cà luôn cho vui. Đi về gì hết cà, hết cà phê á. À, về hết cà phê. Tháng 8 rồi gì về rồi, đầu tháng 9 là gì hết cà rồi. Dạ. Giờ sắp xếp lại, dọn lại cái vườn này. Cái gì làm chảnh á, rồi xong rồi về mình sắp xếp lại, rồi mình chuẩn bị vô mùa để hái cà hái tươi á. Dạ dạ. Rồi con gái vô đây mới vô làm xăm xăm lâu chưa vậy? Làm lâu rồi, làm lâu nữa là 2 năm rồi. À, làm được 2 năm rồi. Hôm qua có nó, hôm qua nó dựng cái gì dì thứ 6 của Thanh Súng nha mọi người. Đó, buổi sáng là dì có nướng cà ở chợ Tân Lập nha. Thì mọi người có đi ngang qua chợ Tân Lập ghé chỗ đầu đường số 21, mọi người mua cà ủng hộ cho dì nha. Sau khi mình hái cà xong rồi mình lại lên Sài Gòn bán cà tiếp hả dì? Dạ. Thanh Súng giờ vuốt tóc ra rất là đẹp này, rất là dài.
Gì ớ vậy má? Ơi đất ơi. Trời bữa nay tóc đẹp mà đội nó đẹp dữ ta.